Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 7. Elise bèn nói rằng: Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Samari, một đấu bột lọc sẽ bán một siếc lơ, và hai đấu lúa mạch sẽ bán một siếc lơ. Quan cai nâng đỡ vua đáp với người Đức Chúa Trời rằng: Dầu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise đáp: Chính mắt ngươi sẽ thấy, nhưng ngươi không đặng ăn đến. Tại cửa thành có bốn người phung nói với nhau rằng: Chúng ta ngồi đây đến chừng chết mà làm chi? Nếu chúng ta nhất định vào thành, thì ở đó có đói kém và chúng ta sẽ chết đói. Bằng chúng ta cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy, chúng ta hãy qua trại quân Syria. Nếu họ dung thứ ta, thì ta sẽ sống. Bằng họ giết đi, dẫu thế nào, chúng ta cũng sẽ chết đó thôi. Vậy lúc chạng vạng, các người phung trỗi dậy đặng đi đến trại quân của dân Syria. Khi tới đầu trại quân, họ chẳng thấy ai ở đó hết, vì Chúa đã khiến trại quân Syria nghe tiếng xe, ngựa và tiếng đạo binh lớn, nên nổi dân Syria nói với nhau rằng: Kìa, vua Israel đã mướn vua dân Hê-tít và vua Ê-díp-tô đặng hãm đánh chúng ta. Chúng liền trỗi dậy, chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ các trại, ngựa và lừa mình, để trại quân mình như cũ. Chúng trốn đặng cứu mạng sống mình. Khi các người phung kia đến đầu trại quân, bèn vào trong một trại ăn và uống. Đoạn họ lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu. Chúng trở lại vào trong một trại khác, ở đó cũng lấy những của cải mà đem đi giấu luôn. Bây giờ họ bèn nói với nhau rằng: Chúng ta làm chẳng phải. Ngày nay là ngày có tin lành, và chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông, thì sự hình phạt chắc sẽ lâm vào chúng ta. Vậy ta hãy đi báo tin này cho nhà vua. Chúng liền đi gọi quân canh cửa thành thuật cho họ rằng: Chúng tôi có đi đến trại quân Syria, thấy chẳng có ai hết, cũng không nghe tiếng người nào, chỉ thấy những ngựa và lừa đang cột và những trại bỏ lại như cũ. Quân canh cửa bèn gọi người đi báo tin ấy vào trong đền vua. Vua trỗi dậy ban đêm nói với các tôi tớ mình rằng: Ta sẽ bày tỏ cho các ngươi điều dân Syria toan làm cho chúng ta. Chúng nó biết chúng ta đói, nên chi họ đã ra khỏi trại quân mình đặng phục trong đồng. Chúng nó đã nói nhau rằng: Khi dân Israel ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng nó, rồi chúng ta sẽ vào trong thành. Một người tôi tớ của vua thưa rằng: Kìa, ngựa còn sót lại cũng hao mòn như đoàn dân Israel còn lại ở trong thành. Về sau, nó quả sẽ đồng số phận cùng đoàn dân đông đã chết mất. Vì vậy, ta hãy truyền lệnh cho người nào bắt 5 con ngựa trong số còn lại đặng đi dò thám. Vậy, chúng lấy 2 cái xe thắng ngựa vào, rồi vua sai người đi theo đạo quân Syria mà rằng: Hãy đi xem. Chúng đi theo họ cho đến Giô-đanh, thấy khắp dọc đường đầy những quần áo và đồ đạc mà quân Syria đã quăng trong lúc chạy trốn hối hả. Các sứ giả trở về thuật lại cho vua hay. Dân sự bèn kéo ra cướp lấy trại quân Syria, đến đổi một đấu bột lọc bán một siếc lơ và 2 đấu lúa mạch cũng bán một siếc lơ, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Vua cắt quan cai nâng đỡ mình canh giữ cửa thành, nhưng dân chúng đạp dẹp người tại nơi cửa thành, và người chết y như người của Đức Chúa Trời đã nói trước khi vua đến kiếm người. Vả lại, việc xảy ra như lời người của Đức Chúa Trời đã nói với vua rằng: Ngày mai, tại giờ này, nơi cửa thành Samari, 2 đấu lúa mạch sẽ bán 1 siếc lơ, và 1 đấu bột lọc cũng bán 1 siếc lơ. Rồi quan cai có đáp với người của Đức Chúa Trời rằng:
dẫu cho Đức Giê-hô-va mở các cửa sổ trên trời, điều đó há có được sao? Elise bèn tiếp rằng, mắt ngươi sẽ thấy điều đó, song ngươi không ăn đến. Ấy là điều xảy đến, vì dân chúng đạp dẹp người dưới chân tại cửa thành và người chết. Chương 8. Elise bèn nói với người đàn bà là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại rằng, hãy trỗi dậy, đi với người nhà ngươi, ở ngủ nơi nào ngươi ở được, vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến. Kìa, nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Vậy, người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Cuối 7 năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Vả, vua đương nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời mà rằng, ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm xong. Gehazi đang thuật cho vua hay thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến cho sống lại, đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehazi tâu rằng, ôi vua chúa tôi, kia là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật công việc cho người. Đoạn, vua cắt một quan hoạn theo nàng mà rằng, hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng, và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng, từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay. Elise đi đến Đa-mách. Bây giờ, Ben-Hadad, vua Syria, đau. Có người nói với vua rằng, người của Đức Chúa Trời mới đến đây. Vua bảo Hasael rằng, hãy lấy đem theo một lễ vật, đi đón người của Đức Chúa Trời. Cậy người cầu vấn Đức Giê-hô-va mà rằng, ta sẽ được lành bệnh này chăng? Vả, Hasael đi đón người của Đức Chúa Trời, dẫn theo mình 40 lạc đà, chở mọi món tốt nhất có tại Đa-mách, đặng làm của lễ cho người của Đức Chúa Trời. Người đến ra mắt Elise mà thưa rằng, con trai ông là Ben-Hadad, vua Syria, đã sai tôi đến ông đặng hỏi rằng, tôi sẽ được lành bệnh này chăng? Elise đáp rằng, hãy đi nói với người rằng, vua sẽ được lành bệnh. Dầu vậy, Đức Giê-hô-va đã tỏ ra cho ta biết, người hẳn sẽ chết. Người của Đức Chúa Trời ngó chăm Hasael lâu đến đổi người phải hổ thẹn rồi cất tiếng lên khóc. Hasael hỏi rằng, cớ sao chúa tôi khóc? Elise đáp rằng, bởi ta biết ngươi sẽ làm thiệt hại cho dân Israel. Ngươi sẽ châm lửa các thành kiên cố của chúng nó, giết các kẻ trai trẻ bằng gươm, chà nát con nhỏ và mổ bụng đàn bà có nghén của chúng nó. Hasael tiếp, nhưng kẻ tôi tớ ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, sao làm nổi công sự lớn dường ấy? Elise đáp rằng, Đức Giê-hô-va đã tỏ cho ta biết rằng, ngươi sẽ làm vua Syria. Hasael bèn lìa khỏi Elise và trở về cùng chủ mình. Chủ hỏi rằng, Elise nói với ngươi sao? Người thưa, Elise nói với tôi rằng, chúa chắc sẽ lành mạnh. Ngày mai, Hasael lấy cái mền nhúng nước, đắp trên mặt Ben-Hadad, thì người chết. Rồi Hasael làm vua thế cho người. Năm thứ năm về đời Joram, con trai Ahab vua Israel, thì Joram, con trai Josaphat vua Juda, lên ngôi làm vua Juda, đang khi Josaphat còn trị vì. Lúc lên ngôi, người đã được 32 tuổi, người cai trị 8 năm tại Jerusalem. Người đi theo con đường của các vua Israel y như nhà Ahab đã làm, vì con gái của Ahab là vợ người. Vậy, người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Song Đức Giê-hô-va nhân vì David tôi tớ của Ngài, không muốn tuyệt diệt Giu-đa, bởi Ngài đã hứa để dành một ngọn đèn cho David và cho dòng dõi người mãi mãi. Trong đời Joram, dân Edom phản nghịch cùng Giu-đa và lập vua lên cho mình. Bây giờ, Joram qua Sai-rơ đem theo hết thảy xe binh mình. Người trỗi dậy ban đêm, hãm đánh quân Edom
và các quan cai xe lính họ vẫn vây chung quanh người. Quân lính người thoát khỏi về trại mình. Ấy vậy, dân Edom phản nghịch, chẳng suy phục dân Juda cho đến ngày nay. Đồng một lúc ấy, Libna cũng phản nghịch. Các chuyện khác của Joram, mọi việc người làm, đều đã chép trong sách sử ký về các vua Juda. Joram an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn với họ tại trong thành David. Achasia, con trai người, kế vị người. Năm thứ 12 đời Joram con trai Ahab vua Israel, thì Achasia con trai Joram vua Juda lên ngôi trị vì. Achasia được 22 tuổi khi người lên làm vua và cai trị 1 năm tại Jerusalem. Mẹ người tên là Athali, cháu gái của Omri vua Israel. Người đi theo con đường của nhà Ahab, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va y như nhà ấy đã làm, vì người là rể của nhà Ahab. Người đi với Joram con trai Ahab đến Ramoth tại Gala-át đặng giao chiến cùng Hazael vua Syri, nhưng quân Syri làm cho vua Joram bị thương. Người bèn trở về Gitreel đặng chữa lành những vết thương người bị bởi quân Syri tại Ramoth khi đánh giặc cùng Hazael vua Syri. Achasia con trai Joram vua Juda đi xuống Gitreel đặng thăm Joram con trai Ahab vẫn đau liệt nằm tại đó. Chương 18. Đức Chúa Giêsu phán cùng môn đồ một thí dụ để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành đó cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng: xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng: dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đàn bà quá này khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng: các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh dễ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác tham lam bất nghĩa gian dâm, cũng không phải như người thâu thuế này. Tôi kiêng ăn một tuần lễ 2 lần và nộp 1/10 về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa không dám ngước mắt lên trời đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia. Vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giêsu cho được Ngài rờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy trách những người đem đến, nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước thiên đàng thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Bây giờ có một quan hỏi Đức Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì cho được hưởng sự sống đời đời? Đức Chúa Giêsu phán rằng: sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chỉ có một đấng nhân lành là Đức Chúa Trời. Ngươi đã biết các điều răn này: ngươi chớ phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ nói chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ. Người ấy thưa rằng: tôi đã giữ các điều ấy từ thuở nhỏ. Đức Chúa Giêsu nghe vậy bèn phán rằng: còn thiếu cho ngươi một điều, hãy bán hết gia tài mình, phân phát cho kẻ nghèo,
thì ngươi sẽ có của cải ở trên trời. Bây giờ hãy đến mà theo ta. Nhưng người ấy nghe mấy lời thì trở nên buồn rầu vì giàu có lắm. Đức Chúa Giêsu thấy người buồn rầu bèn phán rằng: kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết dường nào. Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng: vậy thì ai được cứu? Ngài đáp rằng: sự chi người ta không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phi-e-rơ bèn thưa rằng: này, chúng tôi đã bỏ sự mình có mà theo thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con thì trong đời này được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời. Kế đó Đức Chúa Giêsu đem 12 sứ đồ riêng ra mà phán rằng: này, chúng ta lên thành Jerusalem, mọi điều mà các đấng tiên tri đã chép về con người sẽ ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, họ sẽ nhạo báng Ngài, mắng nhiếc Ngài, nhổ trên Ngài. Sau khi đánh đòn rồi thì giết Ngài đi, đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Song các môn đồ không hiểu chi hết, vì nghĩa những lời đó kín dấu cho môn đồ, nên không rõ ý Đức Chúa Giêsu nói là gì. Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người đui ngồi xin ở bên đường. Nghe đoàn dân đi qua, bèn hỏi việc gì đó. Người ta trả lời rằng: ấy là Giêsu người Nazareth đi qua. Người đui bèn kêu lên rằng: lạy Giêsu con vua David, xin thương xót tôi cùng. Những kẻ đi trước rầy người cho nín đi, song người càng kêu lớn hơn nữa rằng: lạy con vua David, xin thương xót tôi cùng. Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người đến. Khi người đui lại gần thì Ngài hỏi rằng: ngươi muốn ta làm gì cho? Thưa rằng: lạy Chúa, xin cho tôi được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng: hãy sáng mắt lại, đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi. Tức thì người sáng mắt đi theo Đức Chúa Giêsu, ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy dân chúng thấy vậy đều ngợi khen Đức Chúa Trời. Chương 19. Đức Chúa Giêsu vào thành Jericho, đi ngang qua phố. Tại đó có một người tên là Sa-chê, làm đầu bọn thâu thuế và giàu có. Người đó tìm xem Đức Chúa Giêsu là ai, nhưng không thấy được, vì đoàn dân đông lắm mà mình lại thấp. Vậy Sa-chê chạy trước, trèo lên cây sung để ngó thấy Đức Chúa Giêsu, vì Ngài phải đi qua đó. Đức Chúa Giêsu đến chỗ ấy, ngước mắt lên mà phán rằng: hỡi Sa-chê, hãy xuống cho mau, vì hôm nay ta phải ở nhà ngươi. Sa-chê vội vàng xuống và mừng rước Ngài. Ai nấy thấy vậy đều lăm băm rằng: người này vào nhà kẻ có tội mà trọ. Song Sa-chê đứng trước mặt Chúa thưa rằng: lạy Chúa, này, tôi lấy nửa gia tài mình mà cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai, bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: hôm nay sự cứu đã vào nhà này, vì người này cũng là con cháu Abraham. Bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Họ nghe những lời ấy thì Đức Chúa Giêsu thêm một thí dụ nữa. Vì Ngài gần đến thành Jerusalem và người ta tưởng rằng nước Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ngay. Vậy Ngài phán rằng: có một vị thế tử đi phương xa, đặng chịu phong chức làm vua rồi trở về, bèn gọi 10 người trong đám đầy tớ mình, giao cho 10 nén bạc và dạy rằng: hãy dùng bạc này sanh lợi cho đến khi ta trở về. Song dân xứ ấy ghét người, thì sai sứ theo đặng nói rằng: chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi trở về, đòi các đầy tớ đã lãnh bạc đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng: lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 10 nén. Chủ rằng: hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, vì ngươi trung tín trong sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng: lạy Chúa, nén bạc của Chúa sanh lợi ra được 5 nén. Chủ rằng: ngươi được cai trị 5 thành. Người khác đến thưa rằng: lạy Chúa, đây này, nén bạc của Chúa
tôi đã gói giữ trong khăn, bởi tôi sợ Chúa, vì Chúa là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Chủ rằng, hỡi đầy tớ ngoan ác kia, ta cứ lời ngươi nói ra mà xét ngươi. Ngươi đã biết ta là người nghiêm nhặt, hay lấy trong nơi không để, gặt trong chỗ không gieo. Cớ sao ngươi không giao bạc ta cho hàng bạc? Khi ta về, sẽ lấy lại vốn và lời. Chủ lại nói cùng các người đứng đó rằng, hãy lấy nén bạc nó đi, cho người có 10 nén. Họ bèn thưa rằng, lạy Chúa, người ấy có 10 nén rồi. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Còn như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây và chém đi trước mặt ta. Sau khi Đức Chúa Giêsu phán điều đó, thì đi trước mặt dân chúng lên thành Jerusalem. Đức Chúa Giêsu gần đến thành Bethphage và Bethany, ngang núi gọi là Olive, sai hai môn đồ đi và dặn rằng, hãy đi đến làng trước mặt các ngươi. Khi vào làng, sẽ thấy một lừa con buộc đó chưa hề có ai cởi. Hãy mở và dắt về cho ta. Hoặc có ai hỏi sao các ngươi mở nó ra, hãy trả lời rằng, Chúa cần dùng lừa này. Hai người được sai ra đi, quả gặp mọi điều y như Đức Chúa Giêsu đã phán. Đang mở lừa con, các chủ lừa hỏi rằng, sao mở lừa con này ra? Hai người trả lời rằng, Chúa cần dùng nó. Hai người bèn dắt lừa về cho Đức Chúa Giêsu, lấy áo mình trải trên con lừa, nâng ngài lên cởi. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi tới, có nhiều kẻ trải áo trên đường. Lúc đến gần dốc núi Olive, cả đám môn đồ lấy làm mừng rỡ và cả tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời về những phép lạ mình đã thấy mà nói rằng, đáng ngợi khen vua nhân danh Chúa mà đến, bình an ở trên trời và vinh hiển trên các nơi rất cao. Bây giờ có mấy người Pha-ri-si ở trong đám dân đông nói cùng Ngài, thưa Thầy, xin quở trách môn đồ Thầy. Ngài đáp rằng, ta phán cùng các ngươi, nếu họ nín lặng, thì đá sẽ kêu lên. Khi Đức Chúa Giêsu gần đến thành, thấy thì khóc về thành và phán rằng, ước gì, ít nữa là ngày nay, mày đã hiểu biết sự làm cho mày được bình an. Song hiện nay, những sự ấy kín giấu nơi mắt mày, vì sẽ có ngày xảy đến cho mày, khi quân nghịch đào hố xung quanh mày, vây mày chặt bốn bề. Họ sẽ hủy hết thảy mày và con cái ở giữa mày nữa, không để cho mày hòn đá này trên hòn đá kia, vì mày không biết lúc mình đã được thăm viếng. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng, có lời chép rằng, nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài, nhưng họ không biết dùng trước chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Thi Thiên 106. Hallelujah! Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va, truyền ra hết sự ngợi khen của Ngài? Phước cho người nào gìn giữ sự đoan chánh và làm theo sự công bình luôn luôn. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại tôi tùy ơn Ngài làm cho dân sự Ngài. Hãy lấy sự cứu rỗi mà đến viếng tôi, hầu cho tôi thấy sự thới thạnh của kẻ được Ngài chọn, hưởng sự vui vẻ của dân sự Ngài và được khoe mình với cơ nghiệp Ngài. Chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội. Chúng tôi có phạm sự gian tà và làm cách hung ác. Tại Ai Cập, tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ Chúa, cũng chẳng nhớ lại sự nhân từ dư dật của Chúa, nhưng lại phản nghịch bên biển, tức là Biển Đỏ. Dầu vậy, Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển Đỏ nó bèn khô, Ngài dẫn Israel đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch. Nước chụp phủ những kẻ hà hiếp họ, chẳng còn lại một người. Bây giờ họ mới tin lời của Ngài, bèn hát ngợi khen Ngài.
Họ lại mau mau quên các công việc Ngài, không chờ đợi lời chỉ giáo Ngài, nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. Ngài ban cho chúng nó điều chúng nó cầu xin, nhưng sai bệnh tổn hại linh hồn chúng nó. Trong trại quân, họ ganh ghét Môi-se và A-rôn là người thánh của Đức Giê-hô-va. Đất hả ra nuốt Đa-thang và lấp bọn A-bi-ram. Có lửa phát cháy trong hội chúng nó, ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác. Tổ phụ tôi làm một bò tơ tại Hô-rếp, thờ lại trước mặt hình đúc. Họ đổi sự vinh hiển mình ra hình dạng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi mình và đã có làm công việc lớn lao ở Ai Cập, những việc lạ kỳ trong xứ Cham và các điều đáng kinh hãi ở bên biển đỏ. Vì vậy, Ngài phán rằng sẽ diệt chúng nó đi. Nhưng Môi-se là kẻ Ngài chọn, đứng nơi triệt hạ trước mặt Ngài, đặng can gián cơn giận Ngài, e Ngài hủy diệt họ chăng? Tổ phụ chúng tôi khinh bỉ xứ tốt đẹp, không tin lời của Chúa, song nói lầm bầm trong trại mình, không nghe tiếng Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ngài thề cùng chúng nó rằng sẽ làm chúng nó sa ngã trong đồng vắng, khiến dòng dõi họ sa ngã giữa muôn nước và làm tản lạc họ trong các xứ. Tổ phụ chúng tôi cũng cúng thờ ba anh Phê-ô, ăn của lễ cúng kẻ chết. Như vậy, họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ và ôn dịch bèn phát ra giữa họ. Bây giờ Phi-ne-a trỗi dậy đoán xét và ôn dịch bèn ngừng lại. Từ đời này qua đời kia, việc đó kể cho người là công bình, cho đến đời đời vô cùng. Tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Meriba, nên vì cớ họ có tai họa xảy đến cho Môi-se. Ấy vì họ chọc rối trí người, nên người nói những lời vô ý. Họ không hủy diệt các dân, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ, nhưng lại pha lộn với các dân, tập theo công việc chúng nó và hầu việc hình tượng chúng nó, là điều gây làm cái bẫy cho mình. Họ bắt con trai con gái mình mà cúng tế ma quỷ, làm đổ huyết vô tội ra, tức là huyết của con trai con gái mình mà họ cúng tế cho hình tượng xứ Canaan, nên xứ bị ô uế bởi huyết ấy. Như vậy, họ làm cho mình bị ô uế vì công việc mình, lấy sự làm mình mà thông dâm. Nhưng đó cơn giận Đức Giê-hô-va nổi lên cùng dân sự Ngài. Ngài gớm ghiếc cơ nghiệp mình, Ngài phó họ vào tay các ngoại bang. Những kẻ ghen ghét họ cai trị trên họ, kẻ thù nghịch cũng hà hiếp tổ phụ chúng ta. Họ bị phục dưới tay chúng nó. Nhiều lần Chúa giải cứu tổ phụ chúng ta, nhưng họ phiền lòng Ngài bởi ý muốn họ, và họ hèn mọn vì tội ác của họ. Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ, nhớ lại họ vì giao ước mình và thương xót họ tùy sự nhân từ dư dật của Ngài. Ngài cũng làm cho họ được ơn bên những kẻ bắt họ làm phu tù. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, nhóm hiệp chúng tôi từ giữa các nước, hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh Chúa và khoe mình về sự ngợi khen Chúa. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời mãi mãi. Cả dân sự khá nói: Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài.
Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.